Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Và với người Việt Nam của chúng ta thì Tết cổ truyền được xem là dịp quan trọng để mọi người nghỉ ngơi, đoàn tụ cùng với người thân sau một năm làm việc. Tuy nhiên thay vì nghỉ 9 ngày như là năm ngoái thì năm nay chúng ta sẽ có 7 ngày để ăn Tết. Đây là thông tin vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố ngày hôm nay. Theo đó thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội sẽ bắt đầu nghỉ từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày mùng 1 tháng 2 năm 2017, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Trong đó đã bao gồm 2 ngày nghỉ bù do mùng 1 và mùng 2 Tết rơi vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án nghỉ Tết là 7 ngày và 10 ngày trên tinh thần hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ thêm. Tuy nhiên thì Thủ tướng đã quyết định phương án nghỉ 7 ngày là phù hợp. Vâng, năm nào cũng vậy, dù là nghỉ Tết ngắn ngày hay dài ngày thì cũng có những cuộc tranh cãi kéo dài liên tục bất tận trên mạng xã hội. Bởi Tết Nguyên đán được xem là dịp nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt. Năm nay thì nhiều người cho rằng là 7 ngày nghỉ Tết dường như là hơi ít, vì cả một năm ai cũng phải đi làm vất vả, ai cũng mong được nghỉ dài ngày hơn để có thời gian được nghỉ ngơi, thăm hỏi người thân cũng như là họ hàng, hoặc là đi du lịch xa cùng với cả gia đình. Vâng, câu chuyện về Tết đang nóng dần lên và tôi cũng đồng tình với quan điểm cho rằng là chúng ta cần có thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động sau một năm làm việc. Tuy nhiên trên thực tế thì nhiều người lại than thở rằng là họ không muốn có một kỳ nghỉ Tết quá dài. Chị Thủy cũng như là rất nhiều chị em phụ nữ thì hẳn là sẽ hiểu cái nỗi khổ của những người phụ nữ ở trong dịp Tết và họ than thở rằng là mang tiếng là nghỉ Tết nhưng mà họ lại phải tập trung quá nhiều thời gian ở trong bếp cho việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa mà chẳng có lúc nào nghỉ ngơi cả. Trong khi đó thì đàn ông thì xem Tết là dịp để họ có thể chơi bời, uống rượu, tham gia vào một số trò tiêu khiển, ví dụ như là chơi bài chẳng hạn. Và hậu quả là sau mỗi dịp Tết là tình trạng người lao động uể oải, mệt mỏi khi quay trở lại công việc khiến cho năng suất lao động không cao. Và chính vì thế mà cá nhân tôi thì cũng ủng hộ là chúng ta chỉ nghỉ Tết 7 ngày là vừa.